xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị thực hiện một món chè. Đó là hôm nay mình sẽ nấu chè đậu đen và bột sắn dây. Nguyên liệu chính để mình thực hiện món chè đậu đen bột sắn dây là mình chuẩn bị 200g đậu đen, 50g bột sắn dây. Mình có thể gia giảm thêm hoặc bớt tùy thuộc vào cái khẩu vị là các bạn muốn. Cái chè của mình nếu mà muốn sánh nhiều thì mình sẽ cho thêm một chút bột sắn dây. Còn nếu muốn thì mình cũng có thể giảm một chút, nhưng mà mình bỏ như đây là vừa rồi, 100g đường. Ở đây thì mình dùng đường cát trắng, nếu các bạn có thể sử dụng thay đường thèn thì cũng được nhé, hoặc là đường nâu. Và một chút muối, bột nước cốt dừa. Đầu tiên thì mình sẽ mang đậu của mình đi rửa, và mình rửa sạch, mình vớt hết các cái đậu hư đi, mình rửa sạch khoảng 2-3 lần nhé. Rồi mình sẽ cho vào nồi cơm điện, nồi áp suất, hoặc mình ninh bằng nồi ga cũng được. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ nấu bằng nồi cơm điện nhé. Đây là mình đã rửa sạch đậu khoảng 2-3 lần nước, và mình cho vào đây khoảng 2 lít nước. Cái nồi nhà cơm điện nhà mình hơi nhỏ một xíu. Bây giờ mình sẽ hầm trong cái nồi cơm điện, hoặc là các bạn có cái nồi áp suất thì mình cũng ninh nó sẽ nhanh hơn. Nồi cơm điện nhà mình đa năng nên là nó có cái chế độ nấu cháo hoặc nấu súp là nó hầm nó rất là nhanh, còn đun ga thì nó hơi lâu một chút. Mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê muối nhé, để cho cái đậu của mình nó không bị chát, nó dằn cái vị lại. Đây là nồi chè đậu mà mình đã hầm trong nồi cơm điện được 2 tiếng các bạn. Đây là cái đậu của mình, nó mình vươn to lên một chút, nó đã mềm, nó nứt đôi ra rồi đó, rất là mềm rồi. Như thế này đậu nó chín mềm như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra một cái nồi khác, mình nấu trên cái bếp điện cho các bạn dễ thấy nhé. Mình sẽ bật bếp lên và mình sẽ cho cái phần đường này vào nhé. Đường này mình sẽ cho vào để cho đường ngấm với cái đậu. Nước đậu đen rất là tốt nên là mình cho đường nó ngấm vào đậu, và mình có thể gia giảm lại cái lượng đường mà cho nó độ ngọt phù hợp nhé. Nhà mình không ăn ngọt nhiều nên là mình bỏ ít đường, các bạn có thể cho thêm đường nhé. Và mình hòa các bột sắn dây sẵn, mình cho thêm một chút nước ra lại là mình hòa nhé. Sắn dây thì ăn nó rất là mát. Đặc điểm của cái bột sắn dây là mình dùng để uống lạnh á, ít khi mà mình nấu chè, nhưng mà sắn dây thì ăn rất là mát nên là nhà mình thì có nên là mình hay dùng để nấu chè. Một số bạn mình cái vị của bột sắn dây, nếu mà mình pha sống thì nó cũng hơi khó uống, mình thích nấu chè hơn.
nhiều thì mình sẽ cho nó nhiều một chút. Mình cho một cái dây vào khoảng 5 phút là được nhé, mình bắt bếp đi nhé. Để cả chè của mình đã được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu phần cốt dừa nhé. Cái phần nước cốt dừa thì mình sẽ cho vào khoảng 50g bột nước cốt dừa, vì cái bột này là bột pha sẵn nên là trong cái bột này nó họ có bỏ thêm cái bột năng nữa các bạn, nên là mình không cần cho thêm bột năng hoặc bột sắn. Còn nếu mà mình dùng cái nước cốt dừa tươi ấy, thì mình sẽ cho thêm một chút muối và một chút bột năng để cho cái nước cốt dừa của mình nó sánh lại. Nước cốt dừa này thì tùy thuộc vào khẩu vị của các bạn, mình có thể pha đặc một chút hoặc là pha loãng. Thì nước cốt dừa của mình là nó sánh lại như vậy là được rồi. Mình quấy thêm một chút xíu. Cái bột nước cốt dừa mua trong siêu thị thì nó sẽ rất là tệ, nhưng mà để thơm ngon như cái nước cốt dừa tươi thì nó không bằng nhé. Chè đậu đen mà mình vừa múc ra, bây giờ mình sẽ cho bên đây nước cốt dừa nhé. Thịt là bông hoa mà nó không ra bông hoa nó giá gì các bạn. Đây mình đã hoàn thành xong món chè đậu đen nấu với bột sắn dây. Món chè này thì ăn nóng cũng được mà mình có thể để mát ăn cũng rất là ngon nhé. Mình thì mình hay ăn mát tại mình thích cái đồ gì mà nó lạnh lạnh. Còn nếu mà mình ăn nóng thì cũng rất là ngon. Video thực hiện món chè đậu đen nấu với bột sắn dây, nước cốt dừa của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.